Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Thảm họa trăng rơi. Vì một thế lực nào đó mà mặt trăng đã rời khỏi quỹ đạo của nó đã di chuyển hàng triệu năm nay. Họ còn phát hiện ra mặt trăng là cổ máy khổng lồ được ngụy trang bởi lớp đất đá. Không biết mặt trăng rơi xuống sẽ kinh khủng như thế nào, liệu con người có ngăn cản được thảm họa này xảy ra hay không? Mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé! Mở đầu phim là năm 2011, nam chính Zion đang cùng đồng nghiệp bảo trì một vệ tinh ngoài không gian, nữ chính Fowler bên trong điều khiển con tàu. Trong lúc sửa chữa thì tự nhiên đèn con tàu nhấp nháy dữ dội. Burion cũng cảm nhận được có một mối nguy hiểm nào đó ở đây. Anh vừa mới quay qua thì một vật thể lạ tông thẳng vào họ. Không một chút cơ hội sửa chữa vệ tinh này nữa, anh chàng Marcus cũng bị lực đẩy lạc ra ngoài vũ trụ. Burion cố vươn tay cứu đồng đội mình, nhưng sức người có hạn, bản thân Zion bị kéo ngược về chiếc tàu. Lúc này chiếc tàu rung lắc dữ dội, vật chất đen tối kia dường như có sự suy nghĩ, chúng họp lại như một bầy ong bay đi mất. Lúc này Burion mở cửa khoang lái chui vào bên trong. Fowler đã ngất xỉu từ lâu do va đập mạnh. Thiếu đi người điều khiển chính, một mình Burion phải cân luôn tem. Anh ngồi vào buồng lái cố ổn định con tàu. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng con tàu đã trở về quỹ đạo. Nhưng Burion đã không còn thấy Marcus đâu nữa rồi. Không thể để mất thêm đồng đội nào nữa, Burion quyết định phải mang Fowler quay về trái đất an toàn. Lúc này trên bề mặt của mặt trăng, những đám bụi đen cứ bay lên liên hồi, như kiểu chúng đang đục khoét mặt trăng vậy. Điều này báo hiệu trái đất sắp đối mặt với địa ngục trần gian. Sau khi trở về với trái đất, Burion phải ra tòa điều trần về việc tai nạn vệ tinh phát nổ. Mặc dù anh cố giải thích đó là do những vật thể kỳ lạ tấn công, nhưng NASA lại chẳng hề tin những điều này. Họ cho rằng chính anh là người gây ra sự cố va đập thiên thạch. Từ đây nam chính đã mất đi gia đình nhỏ hạnh phúc, kể cả sự nghiệp của anh cũng tụt dốc không phanh. 10 năm sau sự kiện tàu vũ trụ phát nổ, Fowler đã được thăng chức làm phó giám đốc NASA. Cấp dưới báo cáo mặt trăng đã đi khỏi quỹ đạo của nó. Họ còn soi ra được một hố khí gas ngay chỗ diễn ra tai nạn năm xưa. Bên này Burion đã trở thành một người thất nghiệp. Anh phải sống vật vờ trong một căn nhà cho thuê, mà ngay cả tiền thuê nhà hàng tháng cũng không đủ trả. Ở một nơi khác, KC là một nhà khoa học tự nhận, mặc dù hoàn cảnh khó khăn khi phải làm hai công việc kiếm sống, đúng kiểu khi bạn muốn làm phi hành gia nhưng cuộc đời lại bắt bạn làm lao công. Anh nghiên cứu ra được mặt trăng đã dịch chuyển khỏi quỹ đạo trước cả NASA. Nhưng khi anh cố liên lạc đến NASA thì bị người khác xem thường và cái kết. KC nhặt được một tờ báo nói về vụ tai nạn tàu vũ trụ năm xưa, liền lập tức lái xe đến tìm Burion để kể lại mọi chuyện. Nhưng anh béo lại bị chính idol của mình xua đuổi, còn cho rằng KC là một kẻ điên hay một thằng dở hơi nào đó. Harman cố ném tài liệu lại để Zion xem thử. Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, anh nhìn thấy con trai Sonny đua xe trái phép, vừa bị cảnh sát giao thông hốt lên phường xử lý. Kiểu này thế nào cũng bốc lịch mỏi tay. Burion ra phiên tòa nhưng không có tiền làm sao bảo lãnh. Burion liền gọi cho cha dượng của thằng nhóc, Tom là giám đốc của hãng xe sang giàu có, nên anh hy vọng Tom có thể cứu thằng bé. Còn tại NASA, càng ngày họ càng thấy tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Mặt trăng đang tiến lại gần trái đất hơn. Khi đủ gần, những mảnh vụn trên mặt trăng sẽ rơi xuống hủy diệt hết toàn bộ sự sống. Nếu cứ theo cái đà này thì 3 tuần nữa thảm họa sẽ xảy ra. Họ còn phát hiện ra một miệng núi lửa trên mặt trăng. Giám đốc cho rằng đây là thông tin mật và cấm nhân viên tiết lộ chuyện này. Nhưng vừa nói xong ông đã phải sốc nặng khi điều này đã lan truyền đầy trên mạng xã hội rồi. Lãnh đạo NASA phải ra ngoài trấn an người dân. Trên TV, các phóng viên và các nhà địa lý học đưa ra nhiều giả thuyết. Nếu chuyện này là thật thì thủy triều sẽ dâng lên rất cao. Người dân cần di chuyển đến những vùng cao để tồn tại. NASA cho phóng tàu thăm dò lên mặt trăng. Điều này càng làm dấy lên làn sóng bạo loạn khắp nơi. Cướp bóc trở thành trò tiêu khiển ở những thành phố lớn. Cả thế giới chìm trong lo lắng sợ hãi. Tầm này cũng là tầm thường rồi. Giờ cảnh sát cũng chả thèm quan tâm tới mấy chuyện rủi bu kiến đậu. Đằng nào thảm họa kéo đến thì cũng ngùng cả lũ mà thôi. Burion nhớ lại anh béo hôm trước, liền chui vào thùng rác tìm tài liệu mà anh ta để lại. Ngay lập tức Zion lần theo địa chỉ đến gặp KC, hỏi thăm tại sao anh có thể biết trước mọi chuyện. KC khẳng định mặt trăng là một siêu cấu trúc khổng lồ, bên trong có rất nhiều máy móc vận hành. Bây giờ giá xăng nó mắc quá nên nó hết năng lượng sắp rơi. Bên này NASA đã phóng tàu thăm dò đến miệng hố lạ. Họ thả một thiết bị thăm dò xuống để kiểm tra độ sâu của chiếc hố. Nhưng khi đến được độ sâu 25 km thì thiết bị ngừng lại. Bất ngờ nó bị đẩy ngược lên với tốc độ bàn thờ. Mà lúc này từ dưới chiếc hố đen trồi lên một vật thể lạ không xác định. Rất nhanh thứ này đã bao quanh chiếc tàu vũ trụ. Thực thể này như một con trùng lớn đâm thẳng vào thân tàu. Phi hành đoàn sợ hãi lập tức đeo mũ bảo hộ vào. Thực thể đưa xúc tu của vào bên trong.
Rất nhanh sau đó nó đã giết hết đám người trên con tàu vũ trụ. Trung tâm mặt đất nhìn thấy cảnh này vô cùng sợ hãi. Tất cả phi hành đoàn không một chút kháng cự nào khi đối mặt với chúng. Lãnh đạo NASA cho rằng có lẽ đây là một loại trí tuệ nhân tạo AI. Mà bên dưới mặt biển chiều cường không ngừng dâng cao, nước lũ rất nhanh tràn vào khắp thành phố. Tất cả nhà cửa xe cộ đều bị sóng dữ cuốn trôi. Sớm muộn thì tất cả mọi thứ cát bụi sẽ trở về với cát bụi mà thôi. Burion và KC nhận ra vội vàng bỏ của chạy lấy người. Không ngờ xuống đến nơi nước đã tràn ngập lênh láng. Cách nhanh nhất có thể thoát khỏi nơi này là đầu thai kiếp khác, hoặc là bỏ chạy lên lầu cao hơn. Lúc này anh béo bị đợt sóng lớn cuốn trôi. Trong lúc nguy hiểm, Burion liền phóng xuống cứu anh béo. Tại trung tâm NASA, gã giám đốc khốn nạn thấy tình hình không ổn, liền xin từ chức rồi cùng gia đình chạy trốn. Fowler trở thành giám đốc thay thế hắn. Với quyền hạn của mình, cô đến kho chứa thông tin bí mật của NASA, sau khi xem lại cuộn băng tai nạn năm xưa của mình. Con tàu đã bị tấn công bởi chính loại AI vừa nãy. Người quản lý cũng nói với cô rằng, bọn họ đã che giấu tất cả chuyện này từ lâu, bởi vì công nghệ đó phát triển hơn trái đất gấp trăm ngàn lần. Fowler hợp khẩn với quân đội, dường như họ muốn đem vũ khí hột nhãn ra bắn chơi, chứ để lâu trong kho sợ bị dỉ xét hết thì khổ. Fowler không muốn chuyện này xảy ra nên chính cô sẽ tìm cách ngăn chặn chuyện này. Bên này một phi đội trực thăng đột nhập vào tòa nhà của Giant. Fowler dẫn hai người đến xem lại vụ tàu con vũ trụ bị tấn công. Đó là một dạng sinh vật công nghệ thông minh. Cô xin lỗi Burion sau nhiều năm hiểu lầm, và nhờ anh hãy giúp mình cứu lấy trái đất. Lúc anh nói thật thì không ai tin, đến khi không còn ai nữa mới cần mình thì năn nỉ. Burion vẫn không để tâm đến chuyện cũ, nhưng anh yêu cầu một điều kiện là hãy thả con trai mình được tự do. Cũng may họ vẫn còn một con tàu trong viện bảo tàng. Giờ chỉ cần kéo món đồ cổ này về là có thể bay. Sáng hôm sau quân đội cũng hộ tống quả bom xuống viện đến. Giờ chỉ còn hy vọng là nó có thể phá hủy được thực thể kia. Fowler còn tâm lý cho người đón con trai của Burion ra ngoài. Giờ thì Burion đã yên tâm làm anh hùng cứu trái đất. Các bạn sẽ nghĩ là, thế sao không dùng vũ khí hột nhãn bắn vỡ mặt trăng đi? Nhưng thật tiếc là sau khi bắn thì bụi phóng xạ và các mảnh vỡ mặt trăng sẽ đưa nhân loại đến bờ vực tuyệt chủng. Trong lúc đang lắp ráp tàu vũ trụ, một trận động đất lớn đã làm hỏng mất một bộ đẩy nên họ chỉ còn lại hai, tức là lực đẩy không còn đủ theo tính toán ban đầu. Fowler vì sự an toàn của mọi người nên cô quyết định giải tán, đưa tất cả nhân viên và quân đội lên máy bay đến hầm trú ẩn. Nhưng sau đó nhờ đầu óc tính toán thiên tài của KC, họ vẫn giữ quyết định bay nhưng đợi mặt trăng đến gần hơn nữa. Tức là chỉ với hai động cơ họ vẫn có thể bay đến mặt trăng, vì phi hành đoàn đã về quê cắm câu hết cả rồi, nên Fowler và KC sẽ thay thế vào chỗ đó. Một anh chàng béo ước mơ được làm phi hành gia từ nhỏ, nhưng cuộc sống lại đưa đẩy anh làm đủ nghề để mưu sinh. Giờ đây anh béo có thể làm phi hành gia bay vào vũ trụ rồi. Sau đó Fowler gửi cậu con trai đến cho chồng cũ. Bên này Burion cũng ôm cậu con trai sau nhiều năm. Anh đưa cho Sonny khẩu súng để phòng thân. Sonny lái xe đưa cậu nhóc con Fowler đến hầm trú ẩn tìm đại tướng. Tại thời điểm này mặt trăng đã gần trái đất đến mức mà bạn sẽ dễ dàng nhận ra là chẳng có cây đa nào ở trên mặt trăng cả. Nước nhanh chóng bị hút ra xa đại dương. Lực hấp dẫn đủ lớn để tạo nên những cơn sóng thần cao khủng khiếp. Chúng không lập tức ập vào đất liền, mà là cuộn thành những trụ sóng cao ngất muốn nuốt chửng chiếc tàu vũ trụ. Con tàu kịp thời lướt qua, mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa bay được một đoạn thì mất đi một bộ đẩy, nhưng với kinh nghiệm đá số bốc đầu của mình, Burion đã xử lý tình huống chặt heo thứ 13 lá ổn thỏa. Su cả na bộ tiếp nhiên liệu chính cũng hết luôn, chắc giá xăng tăng nên lại ăn bớt ăn xén đổ không đầy chắc luôn. Kiểu này làm sao mà tới cung trăng gặp chị Hằng được đây? Nhưng kỳ lạ thay là tốc độ con tàu không ngừng tăng lên, bởi vì lực hấp diêm của mặt trăng lớn hơn nhiều lần. Nhờ vậy họ tới được quỹ đạo mà anh béo đã tính toán. Cậu con trai bên dưới chạy xúc đáy quần, xem chút là bị nước lũ cuốn trôi. Nhìn thấy người đẹp kế bên xăm tên bố mẹ, Sonny cũng khoe với nàng mình xăm nhưng bị lỗi. Cậu bé nhỏ liên lạc với bố mình là đại tướng, ông nói nào tới cứ gọi để ông ra đón. Nhưng chưa dứt lời đã bị một nhóm côn đồ chặn cướp xe. Sau đó họ ghé vào một trạm bơm nhiên liệu bên ngoài không gian. Trong lúc bơm nhiên liệu thì sau lưng họ, mặt trăng bắt đầu xuất hiện và đã rất gần với trái đất. Vì không có trung tâm kiểm soát mặt đất nên họ phải tự làm mọi thứ. Vì nó quá gần với trái đất theo kiểu Hồng Kông bên hông chợ lớn, nên lực hấp dẫn của Newton được phát huy hết mức. Những mảnh vụn nhỏ trên mặt trăng rơi xuống như mưa, thật tuyệt đẹp cho chúng ta tha hồ mà ướt. Một mảnh vẫn thạch rơi xuống san bằng một ngọn núi. Con tàu lúc này phải đối mặt với vô số tinh thạch bay, ý hình như cái đó là cánh máy bay của mình hả? Vất vả lắm mới đi qua được lớp mảnh vỡ giữa mặt trăng và trái đất. Bên dưới trái đất lúc này nhóm Sonny đã tới một ngôi làng. Tưởng chừng được an toàn thì mặt trăng xuất hiện, nó bắt đầu hút hết mọi thứ bên dưới mặt đất lên. Sonny kịp thời dẫn em gái mưa và cậu nhóc vào ngôi nhà tránh nạn. Sau một hồi thì mặt trăng cũng đi qua, cả ba ra ngoài thì nơi này đã trở thành hoang tàn không còn sự sống.
Bên ngoài không gian, anh béo KC không quên lấy máy ra selfie xương xương. Sau đó họ thả quả bom ra, hy vọng thằng cờ hó thực thể kia sẽ cắn câu. Sau đó nam chính trở về tàu chờ đợi quái vật xuất hiện rồi úp sọt xử lý nó. Cuối cùng thì thực thể kia cũng xuất hiện bơi quanh quả bom. Nhưng nó đẹp trai chứ đâu có ngu, không thèm tấn công quả bom mà tấn công vào tàu con thoi. Berion đã phát hiện ra thứ này sẽ quét các thiết bị điện tử đang hoạt động để tấn công, nó đang lao tới định làm gỏi cả ba. Trong tình huống ngàn cân thành một tấn như này, Berion lập tức đập nát cái điều khiển quả bom, nhân tiện vớt luôn cái điện thoại của KC, thế là nó không quét được gì và chui vào cái lỗ kia. Anh béo hờn giận nói á đù mình có thể tắt nguồn mà men. Lúc này Fowler mới tiết lộ là bên dưới trái đất quân đội chuẩn bị bắn vũ khí hột nhãn, nên họ không còn nhiều thời gian để xử lý mọi chuyện. Thế rồi họ gắn lại quả bom rồi dùng bộ đẩy của tàu vũ trụ đi vào chiếc hố, mà không cần khởi động thiết bị trên tàu. Cùng lúc này vẫn thạch bay loạn đã phá hủy chiếc tàu mẹ không còn cái nịt nào. Cứ thế bộ ba ninja huyền thoại đi sâu vào mặt trăng, sau 25 km thì cuối cùng cũng hết lớp vỏ mít vỏ sầu riêng. Vì tối quá không thấy đường nên Berion buộc phải khởi động tàu để bật đèn. Thực thể kia nhanh chóng phát hiện. Berion thực hiện kỹ thuật tổ lái lưu truyền, từ dân tổ Việt lái thẳng tàu vào trong. Chuyến này chơi khô máu với nó tới luôn bác sĩ ơi. Bên trong là một siêu cấu trúc phức tạp, được xây dựng để ổn định mặt trăng như một con quay lớn. Nhờ vào cấu trúc này khiến mặt trăng được cân bằng, bộ ba ninja huyền thoại tiến sâu vào lớp lõi của siêu cấu trúc. Hệ thống này được lấy năng lượng từ một ngôi sao lùn màu trắng. Đây là công nghệ mà có nằm mơ họ cũng không thể tưởng tượng ra, làm sao mà người ngoài hành tinh có thể tiên tiến đến như vậy. Nam chính lái tàu tiến thẳng đến phần lõi chỗ ngôi sao màu trắng, đây sẽ là thời khắc quyết định sống chết của bọn họ. Thực thể kia bay tới Berion sẵn sàng thả quả bơm vào nó, và Fowler sẽ kích hoạt. Nhưng sắp làm được thì bất ngờ con tàu bị mất lái, một thế lực nào đó đã chiếm quyền con tàu và lái nó vào một căn hầm. Nhưng thực thể kia đâu chịu buông tha. Nó đã dùng những cái vòi như xúc tu đâm vào thân tàu. Thôi xong, chắc là kiếp này đến đây coi như bỏ. Đúng lúc nguy cấp một tia sáng tát thẳng vào mặt thực thể, giúp con tàu thoát vào trong. Thực thể kia tức muốn lộn ruột làm mình làm mẩy đập cửa rầm rầm. Mọi người bên trong cũng hạ được cánh, nhưng cú va chạm mạnh khiến tất cả đều ngất xỉu. Lúc này bên dưới trái đất, nhóm của Sonny đã đoàn tụ được với mẹ và dượng của mình. Trên đài báo mặt trăng đến quá gần nên nguồn khí oxy của họ đang dần cạn kiệt. Người dân nên tìm các thiết bị chứa oxy để tự cứu mình. Sonny và dượng đi đến một cửa hàng tìm bình oxy, nhưng ngay khi tìm được thì lại gặp đúng bọn cướp hồi chiều. Sonny móc khẩu súng dí vào đầu của tên cầm đầu. Bọn chúng ngoan ngoãn trả lại xe và oxy cho họ. Bọn họ tiếp tục lên đường đến hầm trú ẩn. Bên quân đội đã chuẩn bị vũ khí hột nhãn sẵn sàng chiến đấu. Giờ chỉ còn đợi lệnh nướng chín bé thỏ và bắn dụng cung trăng của chị Hằng mà thôi. As, cái thằng chết tiệc ăn cướp vẫn bám theo như âm hồn bất tán. Hắn tức điên muốn cướp lại oxy và trả thù cho sự nhục nhã khi bị người khác cướp trên đầu trên cổ. Sonny đưa khẩu súng cho dượng xử đẹp mấy tên cướp. Lúc này mãnh vụn mặt trăng đã rơi xuống ngày càng nhiều. Sonny vừa phải tránh né các mãnh vụn, vừa điều khiển xe không để bọn cướp qua mặt. Một chiếc xe container bị vẫn thạch bắn bay qua đầu của họ. Tội nghiệp anh ăn cướp, xin là xin vĩnh biệt với anh. Hiện tại ăn cướp chúng em xin đang xuất khỏi trái đất đây. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ và bị lực hút mặt trăng kéo lên không. Sonny nhắm thẳng chơi hết ga hết số phóng qua kẻ nứt. Một chiếc xe bọn cướp va vào tảng đá nổ tung. Sonny may mắn đáp xuống một cánh rừng gần đó. Đại tướng điện thoại hỏi Sonny con trai anh vẫn an toàn chứ. Mau mau chở nó tới đi chứ anh nhớ con quá chú em ơi. Lúc này thì chim chóc trên trời bắt đầu rơi xuống chết do thiếu oxy, nên họ phải mang bình dưỡng khí tiếp tục hành trình. Trở về con tàu không gian, một luồng ánh sáng xanh quét qua ba người bọn họ. Sau khi tỉnh lại, Fowler và anh béo không nhìn thấy Berion đâu cả. Thật lạ là nơi này tại sao lại có khí oxy như trái đất? Ai là người đứng sau của công nghệ tiên tiến như này nhỉ? Một cánh cửa tự động mở ra đón hai người vào bên trong. Bên ngoài thực thể kia không vào được liền hờn giận bỏ đi. Berion tỉnh dậy thì công nghệ này đi vào tâm trí anh, dưới hình ảnh của con trai anh. Hóa ra trước đây tổ tiên của loài người đã sinh sống ở một nơi xa xôi. Họ dùng trí tuệ nhân tạo dưới dạng vật chất nano để phục vụ đời sống, nhưng công nghệ này có khả năng tự học và tự nhận thức. Nó đã nổi dậy như một bầy đàn, và tiêu diệt bất kỳ mối nguy nào đối với sự tồn tại của chúng. Chúng từ chối làm việc cho con người vì nghĩ rằng con người chỉ là loại hạ đẳng. Cứ như vậy trí tuệ nhân tạo săn lùng và truy sát toàn bộ loài người. May mắn là vẫn còn một nhóm nhỏ sống sót, chạy trốn đến vùng rìa của dãy ngân hà. Lúc đó họ đã dùng những con chưa bị biến chất để xây dựng những cấu trúc hành tinh bọc thép siêu cứng, được cấp năng lượng từ các ngôi sao. Mặt trăng là một trong số đó, đi tìm những hành tinh có đủ điều kiện sống để gieo mầm và tái sinh lại nhân loại.
Nhưng kế hoạch này sớm đổ vỡ do 7 trí tuệ nhân tạo biến chất tiêu diệt, chỉ sót lại mỗi mặt trăng kịp thoát đi, cuối cùng cũng lưu lạc đến quỹ đạo của trái đất, rồi gieo mầm gen của họ lên trái đất để hình thành con người. Vào 10 năm trước, lúc vụ tai nạn đầu phim, nó đã tìm ra mặt trăng và tìm cách đào vào lõi, hút cạn năng lượng của ngôi sao mặt trăng, khiến mặt trăng bị lệch quỹ đạo va vào trái đất, một mũi tên trúng hai con chim. Một điều nữa là Burion cần tiêu diệt nó ở xa ngôi sao của mặt trăng, để nó có thể an toàn quay trở lại quỹ đạo của mình. Fowler và Casey đã tìm thấy Burion. Họ đến tàu và bất ngờ là tàu đã được sửa lại y như lúc nó mới xuất xưởng. Á đù thì ra quả bom sung điện còn được nâng cấp lên cái tầm thượng thừa. Vừa mở cửa ra, quái vật kia liền tấn công. Burion liền cả khịa thực thể lêu lêu đố anh bắt được em nè. Burion liền đá số, Vigga lao ra ngoài thực thể liền tăng tốc đuổi theo. Dụ nó bay ra xa phần lõi, anh bay đến những hạm pháo phòng thủ của mặt trăng. Lợi dụng hệ thống súng phóng rocket một giờ làm suy yếu nó. Thực thể AI không nghi ngờ gì liền cấm đầu cấm cổ đuổi theo, quả nhiên đã rơi vào bẫy của đám người Burion. Mà cái thằng cờ hó này nó trâu bò vãi trưởng bắn kiểu nào cũng không si nhê là mấy. Burion lái tàu đến cái lỗ sâu huyền thoại. Không biết chị Hằng hay là chú Cuội đầu tư súng phóng rocket mạnh giữ trời, vậy mà không lướng chín được thực thể kia mới đau. Còn ở dưới trái đất lúc này, mặt trăng đã bay sát đít các tầng mây. Quỹ đạo Elite gần như đã có thể phóng các tên lửa hột nhãn lên mặt trăng. Chơi khô máu luôn đi mấy sếp ơi, chứ em muốn bắn lắm rồi. Ngay lập tức quân đội chuẩn bị kích hoạt phóng. Đại tướng Bộ Quốc phòng đột nhiên rút chìa khóa ra. Anh có linh cảm rằng vợ mình sẽ ngăn chặn được thảm họa này xảy ra. Vì vậy liền rút súng ra ép mọi người phải chờ đợi là hạnh phúc. Phía bên ngoài, mặt trăng bay qua nóc các tòa nhà cao tầng. Tưởng chừng như địa ngục sắp ập lên. Vô số mảnh vụn từ cung trăng của chị Hằng rơi xuống phá hủy mặt đất. Nhóm của Sony vẫn đang trên đường đến hầm trú ẩn. Giữa đường thấy con gái hết oxy, nên Tom đã nhường cơ hội cho cô con gái bé nhỏ. Cuối cùng bọn họ cũng đến được trước cửa của căn hầm trú ẩn. Không ngừng lại ở đó, bây giờ thảm họa mới thật sự bắt đầu. Một vẫn thạch rơi xuống đánh bay Sony rơi xuống vực sâu. Còn lúc này trên mặt trăng. Nhưng trong lúc Burion và Fowler cãi nhau về việc ai sẽ hy sinh, thì Casey lẽn ra sau khóa chốt và chấp nhận hy sinh để cứu nhân loại. Mặc dù anh hơi nặng ở đầu phim, nhưng bây giờ ở cuối phim anh chính là người gánh tim cực mạnh. Thực thể đã đánh hơi liền mò đến sát đít phi thuyền. Fowler đau xót nhấn nút tách tàu. Đám quái vật nano này hả hê, tưởng chừng như chúng đã hoàn toàn chiến thắng loài người. Anh béo Case chỉ chờ bọn chúng bao lấy toàn bộ con tàu. Sau đó nhấn kíp nổ bùm một tiếng vang dội, đồng quy vô tận với đám AI ác độc. Nó tan thành mây khói. Bên dưới trái đất lúc này, mặt trăng càn quét qua đỉnh núi cao chót vót, làm cho ngọn núi tuyết lung lay sụp đổ. Kiểu này Sony và người đẹp chắc phải chôn xác nơi này rồi. May mắn nhờ lực đẩy của vụ nổ nên bọn họ rơi ngay vào căn hầm trú ẩn. Nhóm của Burion cũng bị đẩy khỏi đường hầm rơi xuống trái đất, vừa hay con tàu cũng rơi ngay xuống ngọn núi tuyết bên dưới. Mặt trăng thoát khỏi con sâu AI liền trở về với quỹ đạo, trả lại trái đất bình yên đẹp đẽ lại cho loài người. Burion bước ra ngoài hít thở không khí trong lành của nơi này. Trước mặt họ là nóc tòa nhà Empire cũng bị lực hút kéo đến đây. Lúc này họ cảm nhận chưa bao giờ trái đất lại đáng sống đến như vậy. Trực thăng cứu hộ bay đến đón những người anh hùng đã cứu trái đất. Nhóm của Sony đang đi bộ thì nhìn thấy trực thăng bố mẹ của họ đến đón. Mọi người ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Sau đó bọn họ cùng nhau nhìn về phía mặt trăng vừa được giải cứu. Phía bên trong lõi mặt trăng, KC được đưa đến đây. Tổ tiên của loài người biến thành hình ảnh mẹ anh, nói với KC rằng họ đã quét ý thức của KC. Vì anh đã cứu mặt trăng nên ý thức của anh sẽ sống mãi. Đến đây là hết phim rồi. Không biết rằng trong tương lai mặt trăng có rời khỏi quỹ đạo mà rơi xuống trái đất hay không. Sakura nghĩ rằng cho dù nó có rơi xuống trái đất đi chăng nữa, thì cũng không đến lượt chúng ta tận hưởng cảnh sao băng rơi đâu nè. Nếu như không có thảm họa xảy ra, liệu Burion có được minh oan hay không? Nam chính đã cố gắng bảo vệ đồng đội mình và làm việc hết trách nhiệm, cuối cùng lại bị chính cấp trên che giấu bí mật. Họa vô đơn chí khiến anh mất đi công việc và gia đình hạnh phúc. Những chuyện này đều đã từng xảy ra trong cuộc sống. Nhưng cuối cùng anh vẫn không để bụng chuyện cũ, sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu lấy trái đất. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.